Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Oanh người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. À, trong video ngày hôm nay Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới mọi người dòng sản phẩm viên bổ não Quang Đông size Show đến từ Hàn Quốc là một trong những dòng sản phẩm hỗ trợ tăng cường máu lên não. Thưa các bạn, chúng ta đều biết rằng thiếu máu não chính là nguyên nhân ở dẫn đến các hiện tượng khác như là đau đầu, uh, cũng như là hoa uh, mắt chóng mắt và thậm chí là uh, đột quỵ đúng không ạ? và chính vì vậy thì chúng ta có thể thể hiểu được rằng là tại sao chúng ta cần phải tăng cường máu lên não và ừ, triệu chứng cũng như là những căn bệnh mà thiếu anh vừa nhắc trên thì thường xuyên xảy ra ở những người mà chúng ta hoạt động trí óc thường xuyên căng thẳng mệt mỏi và nhất là với những người cao tuổi và thiếu máu não chính là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng cũng như là những căn bệnh nguy hiểm này. À, và việc sử dụng dòng sản phẩm gì, sử dụng làm sao để có thể tăng cường máu lên não cũng như là tăng cường sự hoạt động và sức khỏe của não luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm viên bổ não quang đông Shai Show như bên cạnh kiểu anh đây. Và đây là một trong những dòng sản phẩm vô cùng hữu ích mà các bạn nên sử dụng và dòng sản phẩm viên bổ não đến từ Hàn Quốc này thì có thành phần chính đó là tinh chất từ cây biloba cũng như là tinh chất tỏi và bột gạo đỏ Hàn Quốc và đã được nghiên cứu và cho ra đời bởi các nhà khoa học cũng như là các nhà sản xuất hàng đầu tại Hàn Quốc hiện nay. Và nếu như các bạn đang gặp tình trạng như là chúng ta thường xuyên bị đau đầu, hoa mắt hay là chóng mắt thì Kiều Anh khuyên rằng chúng ta nên lựa chọn sử dụng dòng sản phẩm viên bổ não Quang Đông Style Show đến từ Hàn Quốc. À thưa các bạn, dòng sản phẩm này thì nó sẽ có hai hộp cho chúng ta để lựa chọn sử dụng, đó chính là loại hộp lớn thì sẽ có số lượng là 120 viên, còn với hộp nhỏ như bên cạnh kiểu oanh đây thì sẽ có khối lượng là 60 viên. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu rõ hơn về cách dùng dòng sản phẩm này nhá công dụng của dòng sản phẩm viên uống bổ não này ở đầu tiên đó là kể chúng ta cần phải kể đến đó là khả năng ở duy trì hoạt động cũng như là dòng chảy của máu về não giúp làm tăng sự minh mẫn cũng như là hoạt động trí óc sự tỉnh táo ở não bộ của chúng ta công dụng thứ hai của dòng sản phẩm này đó chính là hỗ trợ bổ sung các hợp chất cần thiết các chất dinh dưỡng cũng như là bổ sung các chất quan trọng cho não bộ của chúng ta từ đó thì khiến cho não bộ của chúng ta được khỏe mạnh hơn Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn tăng cường tuần hoàn máu, giảm cholesterol, ngăn chặn tổn thương não và khôi phục trí nhớ, giảm tình trạng đãng trí ở người già. Bổ não Hàn Quốc Quang Đông còn được dùng để hỗ trợ điều trị giai đoạn sớm của bệnh Alzheimer, u tai, chóng mặt, rối loạn hành vi do tắc mạch máu não gây nên và viên bổ não quang đông là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu tại Hàn quốc được rất nhiều người cao tuổi chọn sử dụng hiện nay bởi những công dụng quá đỗi tuyệt vời của nó à và với dòng sản phẩm này thì cách sử dụng chúng ta cũng vô cùng là đơn giản thôi đó chính là mỗi ngày thì các bạn hãy uống một viên sau khi ăn cho kiểu anh mỗi ngày chỉ một viên thôi ạ à. Và với dòng sản phẩm này thì khi chúng ta sử dụng thì các bạn cũng hãy nhớ rằng là chúng ta nên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh Đó chính là ăn nhiều rau xanh và cũng như là hạn chế ăn các loại mỡ động vật Thay vào đó thì chúng ta có thể là sử dụng dầu thực vật hay là các loại rau lên, lên men như là kim chi hay là rong biển của Hàn Quốc và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên có một chế độ tập luyện thể dục thể thao ổn định và để cho cơ thể của chúng ta được hoạt động tốt hơn các mạch máu được lưu thông tốt hơn và quan trọng hơn nữa với dòng sản phẩm này thì khi sử dụng chỉ sau khoảng một thời gian thôi chúng ta đã thấy sự khác biệt rồi và những ai nên sử dụng thì kiều anh cũng chia sẻ kỹ hơn đó chính là ngay khi mà chúng ta thấy chúng ta thường xuyên xuất hiện những triệu chứng như là đau đầu chóng mặt ù tai Khoa mắt thì hãy ngay lập tức sử dụng dòng sản phẩm viên bổ não Quang Đông này, bởi nó sẽ làm giảm các triệu chứng này cho bạn, đồng thời là tăng cường các hợp chất cần thiết cho trí não. À, vâng, như vậy có thể thấy là công dụng của nó vô cùng là tuyệt vời, đúng không ạ? Và để mua được dòng sản phẩm tốt và chất lượng nhất, thì các bạn hãy liên hệ tới ngay hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm viên bổ não Quang Đông đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.